kinh cầu cha Phanxicô trương biểu diệp. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo hội Việt Nam một vị mục tử nhân hiền là cha Phanxicô trương biểu diệp, là một Kitô hữu. Cha đã sống xứng đáng ơn gọi làm con Chúa, với lòng tin son xanh, lòng cậy bền độ và lòng kính mến dàn dào đối với Chúa, với Giáo hội và với con người. Là một linh mục, cha là hiện thân của Đức Kitô, vì mục tử tôi cao đã tự nguyện hiến dâng mạng sống mình để đoàn chiến đường sông và sông dồi dào. Là một tông đồ luôn thao thức loan bao tin mừng, cha là hoa ánh của lòng Chúa son thương, hay thương son người nghèo khổ, yêu đau, tội lỗi. Đặc biệt cha rất thương yêu anh chị em lương dân và thường chuyện cầu ơn Chúa cho họ, khiến ai nấy đều quy mến và chạy đến xin cha giúp đỡ. Nhờ cha nguyện giúp cầu thay, xin Chúa thương ban cho chúng con điều chúng con đang cầu khẩn. Với niềm hy vọng sớm thấy cha được vinh hiển trong hàng ngũ các thánh trên thiên quân. Amen. Kinh cầu Chúa Cha ban ơn chữa lành. Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, là đấng hay thương son. Con tạ ơn Cha đã cho con đường sống đến ngày hôm nay và được hiện diện trước nhan Cha trong giờ phút này. Con đến với Cha lần này nữa cũng để xin Cha rủ lòng son thương ban cho con ơn chữa lành. Lạy Cha là đấng chữa lành và ban sức mạnh, con nhận biên tân cả ơn phúc ban xuống cho người thê đều đến từ Cha, và mọi ơn chữa lành cũng bởi Cha mà thành sự. Nhưng hôm nay Cha lại linh ứng cho con chạy đến kêu cầu cùng cha Phanxicô trương biểu diệp, người con đưng hạnh của cha. Cha muốn cho nhiều người tin nhận tâm gương quả cảm của cha Phanxicô, đã hy sinh hiến mạng vì đoàn chiên, và sự kinh tin cậy trông vào cha Phanxicô cũng không ngoài mục đích quy hương làm sáng danh cha. Vậy lạy cha, giờ này sự hiện diện của con trước linh ảnh cha Phanxicô trương biểu diệp đây là chứng tỏ con đã làm theo ý muốn của cha, thì xin cha hãy thương nhận lời con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của cha Phanxicô trương biểu diệp và công nghiệp của ngài mà ban cho con được lành bệnh. Quy xin cha là đấng đầy lòng thương son, xin cha son thương con cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã bao người phong hủi trong tin mừng thánh Man-thêu. Khi người phong hủi thưa với Chúa rằng: Lạy Ngài, nếu Ngài muốn là Ngài chữa tôi đừng khỏi bệnh. Và Chúa đã bảo anh: Tôi muốn, tôi cho anh đừng khỏi bệnh. Vậy con cũng xin thưa: Lạy Chúa, nếu Chúa muốn là Chúa cho con được khỏi bệnh. Amen.